Biên tập viên Xuân Anh sẽ cập nhật thông tin về đợt rét đậm trong cuối tuần này cho quý vị. Xin mời chị. Vâng, cảm ơn anh Hữu Chí. Thưa quý vị khán giả, khả năng cao là trong cuối tuần này thì băng giá và mưa tuyết sẽ xuất hiện ở khu vực vùng núi cao trong đợt rét đậm diện rộng đầu tiên ở khu vực Bắc Bộ. Những nơi có địa hình cao trên 1.500 m như là tại khu vực Y Tý, Phan Xipang, Lào Cai, Sìn Hồ của Lai Châu hay là tại Phía Bắc Cao Bằng và Mẫu Sơn, Lạng Sơn, cảnh báo sẽ có mưa tuyết và băng giá. Bởi dự báo là nhiệt độ tại các điểm này có thể hạ xuống ở mức đóng băng, mức 0 độ. Và sáng sớm chủ nhật tuần này và thứ hai của tuần sau sẽ là những thời điểm mà mưa tuyết băng giá có khả năng xảy ra cao nhất trong đợt này. Vì khi đó thì không khí lạnh mạnh đã tràn sâu xuống. Bên cạnh đó thì trên cao có rãnh gió Tây cũng dịch chuyển sang và gây mưa cho khu vực Bắc Bộ. Mưa lại kết hợp với nền nhiệt thấp và khả năng tạo ra tuyết và băng giá ở các đỉnh núi cao. Đối với thủ đô Hà Nội, dự báo là trời sẽ chuyển gió rét từ chiều ngày mai, còn trong đêm nay thì chủ yếu là nhiều mây, gần sáng mai thì khả năng có lúc mưa nhỏ. Cảm giác cũng sẽ khá rét với mức nhiệt chỉ khoảng là từ 18 đến 19 độ. Còn ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh trong đêm nay và sáng mai thì sẽ ít mưa, tuy nhiên thì quý vị sẽ cảm thấy se lạnh khi nhiệt độ giảm xuống thấp nhất là khoảng 23 độ. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý, còn bây giờ xin mời tiếp tục chuyển động 24 giờ.